Trong những năm gần đây, số lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đã tăng mạnh, chủ yếu nhờ thị trường Trung Quốc rộng lớn. Sự gia tăng này xảy ra bất chấp các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ. Điều này khiến một số nhà phân tích thị trường năng lượng suy đoán rằng Washington đã không thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt nhằm nỗ lực kiểm soát giá dầu thô toàn cầu. Vậy Iran đã tăng cường các hoạt động xuất khẩu dầu dưới lệnh trừng phạt của Mỹ như thế nào? Và liệu Mỹ có để tình trạng này tiếp diễn khi cuộc xung đột Israel-Hamas đang leo thang? Mời quý vị cùng đến với câu trả lời trong chương trình Kinh tế Thế giới hôm nay. Iran là quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ 5 trong OPEC vào năm 2021 và là nước sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ 3 trên thế giới. Vào cuối năm 2021, Iran chiếm 24% trữ lượng dầu ở Trung Đông. Vì Iran là thành viên của OPEC, nên nước này được miễn cắt giảm sản lượng theo thỏa thuận OPEC Plus. Xuất khẩu dầu mỏ là một nguồn thu quan trọng của Iran. Vào năm 2022, tổng sản lượng chưng cất dầu thô tại Iran đã vượt quá 2,4 triệu thùng mỗi ngày, trong khi chính phủ Iran có kế hoạch tăng khả năng lọc dầu của nước này lên 3,5 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2026. Mặc dù Iran đang lập kế hoạch và phát triển nhiều dự án khác nhau, nhưng các biện pháp trừng phạt quốc tế đã làm trở ngại một số khoản đầu tư cần thiết để hoàn thành các cơ sở này trong vài năm tới. Iran có tiềm năng lớn trong lĩnh vực nguồn năng lượng tái tạo. Bộ Năng lượng Iran đã ký biên bản ghi nhớ với các nhà đầu tư tư nhân để thực hiện kế hoạch khai thác. Bộ Năng lượng cũng đã thông báo ý định cung cấp khoảng 71,4 triệu đô la Mỹ để tiến hành với các dự án đầu tiên. Xuất khẩu dầu của Tehran đã bị hạn chế kể từ năm 2018 khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi hiệp định hạt nhân và áp đặt lại các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu mang lại doanh thu cho chính phủ Iran. Tuy nhiên, vào năm 2022, xuất khẩu dầu của nước này đã đạt mức cao kỷ lục. Theo các nhà phân tích, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của Iran. Để tránh các lệnh trừng phạt, hầu hết lượng dầu thô xuất khẩu của Iran sang Trung Quốc đều được đổi tên thành dầu thô từ các nước khác. Iran cho biết các tài liệu đã được giả mạo để che giấu nguồn gốc của hàng hóa Iran. Ngoài ra, Iran năm ngoái đã mở rộng vai trò của mình ở Venezuela, cũng đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Quốc gia Nam Mỹ đã gửi nguồn dầu nhẹ để xử lý và chất pha loãng để sản xuất các loại dầu thô có thể xuất khẩu. Do các lệnh trừng phạt kinh tế và lạm phát, chính phủ Iran đã đẩy mạnh bán dầu sang Trung Quốc với mức giá chiết khấu cao. Dầu của Iran đến thị trường Trung Quốc thông qua hệ thống phân phối được ngụy trang. Ông Mahdi Grossi, nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia FINA, cho biết chính quyền Iran hiện rất có kinh nghiệm trong việc tránh các lệnh trừng phạt. Họ cũng đang giúp Venezuela và Nga đối phó các biện pháp cấm vận. Sản lượng dầu của Iran được cho là đã giảm mức thấp nhất trong 30 năm vào năm 2020 do các lệnh trừng phạt tăng cường của Mỹ cũng như tác động kinh tế của đại dịch COVID-19 toàn cầu. Ông Yumut Shokri, chuyên gia phân tích về các vấn đề năng lượng toàn cầu cho biết, doanh thu từ dầu mỏ của Iran đã giảm từ 100 tỷ đô la Mỹ xuống còn 8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông Henry Rom là chuyên gia về lệnh trừng phạt Iran tại Viện Chính sách Cận Đông Washington. Ông cho biết Iran đưa ra mức giảm giá mạnh cho dầu của mình do sự cạnh tranh mới với dầu thô của Nga để thuyết phục các nhà máy lọc dầu Trung Quốc chấp nhận rủi ro khi giao dịch với các thực thể Iran bị trừng phạt. Để ngụy trang các giao dịch với Iran, Trung Quốc sử dụng hệ thống trao đổi hàng hóa. Thông qua hệ thống này, dầu mỏ được đổi lấy các sản phẩm của Trung Quốc bao gồm thuốc men, máy móc và thực phẩm. Đại diện Iran tại OPEC dự đoán giá dầu có thể tăng vọt khi nhu cầu ở Trung Quốc tăng. Cơ quan năng lượng quốc tế cho biết gần một nửa mức tăng tiêu thụ dầu dự báo trong năm nay sẽ đến từ Trung Quốc. Nasser Hadian, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tehran cho biết Trung Quốc đang cố gắng biến sức mạnh kinh tế của mình thành sức mạnh chính trị. Iran quan trọng không chỉ về khía cạnh cung cấp năng lượng mà còn ở phương diện đảm bảo an ninh trong khu vực. Trong tương lai, Iran và Trung Quốc sẽ trở nên rất phụ thuộc lẫn nhau. Tổng thống Iran Raisi đã tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa để cải thiện hợp tác quốc phòng chiến lược. Hai nước được cho là đã đồng ý hợp tác về chiến lược quân sự và tham gia các cuộc tập trận và huấn luyện quân sự chung. Do đó, ngoài dầu mỏ, mối quan tâm an ninh chung đã gắn kết Trung Quốc và Iran lại với nhau. Một số chính khách Mỹ đã thúc giục Tổng thống Joe Biden ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu và khí đốt từ Iran. Thu nhập từ hoạt động này đã được cho là đã đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10. Thượng nghị sĩ cấp cao của đảng Cộng hòa Lindsey Graham thậm chí đã đề xuất rằng Mỹ và Israel nên phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng dầu khí của Iran. Ông nhấn mạnh, không có dầu, họ sẽ không có tiền, do đó khủng bố sẽ mất nguồn tài trợ lớn nhất của nó. Giá dầu và khí đốt tăng lên kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào năm ngoái, khiến lạm phát tăng đáng kể. Nếu mất thêm một nguồn cung cấp quan trọng của dầu hoặc khí đốt,
tình hình kinh tế nguy hiểm hiện nay sẽ thêm trầm trọng. Câu hỏi được đặt ra là liệu Mỹ có thể kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với các nguồn cung cấp như vậy không? Và nếu có, điều gì sẽ xảy ra với giá dầu và khí đốt trên thế giới? Theo thông tin từ trang web oilprice.com, kể từ đầu tháng 7 năm nay, các nỗ lực đàm phán đã tiến đến giai đoạn cuối để thông qua một phiên bản mới của thỏa thuận hạt nhân Iran vào đầu tháng 11 sắp tới. Trớ trêu thay, mặc dù đã xảy ra các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 và những màn đáp trả sau đó, mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận mới từ phía Mỹ đã đảm bảo rằng Israel sẽ không đơn phương tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo Washington, những cuộc tấn công như vậy có thể dẫn đến một phản ứng mạnh mẽ từ Iran và có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn giữa Israel và nhiều quốc gia Ả Rập. Theo quan điểm của Mỹ, kết quả của kịch bản trên có thể khiến giá dầu và khí đốt tăng mạnh, như đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973. Khi đó, giá dầu WTI chuẩn tăng khoảng 267%, từ khoảng $3 trên thùng lên khoảng $11 trên thùng. Một hậu quả khác có thể xảy ra là sự ủng hộ cho bên Israel và phía các quốc gia Ả Rập cuối cùng sẽ lôi kéo các siêu cường Mỹ về phe Israel, trong khi Trung Quốc cùng Nga hậu thuẫn cho khối Ả Rập. Một kịch bản như vậy có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân toàn cầu. Mục tiêu phụ của thỏa thuận hạt nhân Iran mới, nếu được thực hiện thành công, sẽ cung cấp nhiều dầu và khí đốt hơn từ Iran vào thị trường toàn cầu trong những tháng tiếp theo. Từ đó làm giảm giá dầu và khí đốt, điều này sẽ làm giảm các tác động kinh tế của lạm phát và lãi suất cao kéo dài đối với nền kinh tế của Mỹ và các đồng minh. Mỹ đã tiếp cận một cách linh hoạt hơn trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt hiện hành đối với dòng dầu và khí đốt của Iran. Mỹ thậm chí đã cam kết giải phóng khoảng $6 tỷ để trả cho Iran từ việc bán dầu cho Hàn Quốc, đổi lấy sự phóng thích của 5 tù nhân Mỹ đang bị giam giữ tại Iran. Cả việc giải phóng $6 tỷ và các hội đàm cuối cùng cho thỏa thuận hạt nhân Iran mới hiện đều bị đình chỉ vô thời hạn sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, điều thú vị là các dòng chảy dầu và khí đốt từ Iran vẫn không bị ảnh hưởng vì Mỹ không đổ lỗi cho Cộng hòa Hồi giáo về các cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Trên thực tế, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói một cách dứt khoát rằng liên quan đến cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, vào thời điểm này, chúng tôi không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Iran có liên quan. Do đó, ngoài các tin tức tràn ngập về các cuộc tấn công trả đũa qua lại, giá dầu và khí đốt hầu như không phản ánh được các mức độ hỗn loạn vẫn đang tồn tại ở Trung Đông. Một quan chức cấp cao về an ninh năng lượng của EU đã nói với trang tin tức Allfrice.com rằng Mỹ vẫn xem thỏa thuận hạt nhân mới với Iran là động thái quan trọng nhằm giảm leo thang cuộc xung đột hiện tại giữa Hamas và Israel. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc rút khỏi thỏa thuận trước đó là một sai lầm lớn, vì điều đó có nghĩa là phương Tây không nắm được thông tin và không có quyền kiểm soát bất cứ điều gì mà Iran có thể làm. Họ nghĩ rằng đạt được một số thỏa thuận vẫn sẽ tốt hơn là không có thỏa thuận nào. Tuy nhiên, ngay cả khi xung đột leo thang buộc Mỹ phải tìm cách thực thi các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với dòng dầu và khí đốt của Iran, thì đó có thể cũng sẽ không thành công, giống như các nỗ lực trước đây đã không hiệu quả trên thực tế. Theo trang Allfrice.com, Mỹ từng thừa nhận rằng mục tiêu giảm xuất khẩu dầu và khí đốt của Iran xuống bằng không là điều hoàn toàn vô lý. Vì vậy, ngay cả khi Nhà Trắng muốn ngăn chặn dòng dầu và khí đốt của Iran, thì về mặt thực tế, điều đó sẽ tạo ra rất ít sự khác biệt đối với lượng dầu và khí đốt được đưa vào thị trường dầu khí toàn cầu. Nhưng dường như Washington không hề có ý định thực hiện điều này, vì Mỹ không thể mạo hiểm để giá dầu và khí đốt tăng vọt thêm nữa khi gần đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo. Chương trình Kinh tế Thế giới hôm nay đến đây cũng kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.